chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả anh em nha. Quỷ ơi. Bán đây anh. Vậy đi. 9:30 đúng không? 9:30 rồi nha. Mọi người nhớ 9:30 nha. Cút vô tay nào vậy? Cút lớn anh, giờ đó là cút tay to. 9:30 toàn tay to. Cút của ai tạo? Chắc bên FH. Anh đá chim AS đi ha. Trời ơi, đang chơi chung với AS đó, đá kiểu gì? Đó, đá kiểu đồng đội. Đá kiểu đồng đội. Hello. Surprise. Chia 1-1-3 lúc đồ nghe, lúc cho mau nghe, em lúc anh lên liền luôn. Có địch kìa. Thấy anh, xếp kìa luôn anh. Ôi, nó nhảy đây một nồi luôn này. Nó nhảy kế mình một nồi luôn, súng đâu mọi người. Nó nhảy mà săn gỗ ấy. Ủa nó MB. Rồi sao vô tới nè. Né đi một. Né rồi, nó vô tới rồi đó AS. Ôi. Chết nữa rồi. Nó nóc rồi. Cứu được. Anh AS kìa, okay, trong nhà. Cứu em. Ui. Cứu anh, em che cho anh súng. Cái gì? Từ anh để nè. Ủa cứu. Rồi đâu ra, AS giống như Nguyễn rồi. AS cây rồi. Vậy. Cái gì? Anh bắn nó không thôi, nó tới nó giết anh hiểu không? Em không thấy. Trời ơi. Quỷ ông nói đầu xanh, quỷ nói kìa. Quỷ ông nói thấy gì hết trơn. Thấy cái gì? Có tên gì đâu? Anh có tên hồi nào đâu, anh thấy đâu? Em thấy anh nhảy lên đăng ấy, em tưởng anh cứu đăng chứ. Thôi đi. Làm gì có. Nhưng mà có phú đó là đang sống rồi. Trời ơi đồng đội kìa. Thôi kiểu này chết rồi. Kiểu này không để gục được. Cây AS quá hả? Đúng rồi, cây AS thiệt luôn. Đứng kêu bên AS không bắn. Nè, giờ tính ra là anh lia cái thằng đó giùm em đó, hiểu không nè? Anh lia cái thằng này nè. Vô đây anh có một màn này, huy hiệu thời săn anh đây nè, còn bự chập bá đây nè, thấy không? Đâu rồi? Nhé. Ủa cái xác đây nè, thấy không? Đâu rồi? AS cây quỷ dữ, AS chúng giận lên mình á. Ủa, mình đem thính mà, ủa? Đem huy hiệu rồi mà. Bị lắc anh thôi lý do. Thôi đi. Cái gì là lý do? Thôi lúc đi. Lúc xuống nguy rồi. Thôi đi. Đâu nhiều rồi. Có 10 chỗ. Đâu? Mà pe đâu? Trong nhà nè. Ôi, mấy anh niên là tăng giáp để chơi luôn rồi. Cái thằng đó phải liền được. Em biết sao? 70 rồi, mình chạy rồi. Em chết á, nhưng mà yên tâm đi. Sự hiện diện của em cũng không làm được chơi gì cho tem đâu, hiểu không? Chỉ cần anh còn sống là tem top 1, em hiểu không? Cái vấn đề đó. Em cứu rồi. Ok. Quỷ thấy quỷ chạy tới thì cứu luôn đi. Trời ơi, quỷ không. Như củ cải. Em thấy anh nhảy lên anh đăng á, tưởng anh cứu. Trời. Cứu đâu, anh nghe tiếng liền. Hay quá, mười tưởng xong chết hết luôn. Anh đứng trên đầu này anh, đứng nha. Trên đầu người ta mà anh còn cứu. Em còn đỡ hơn nha, cái lúc nào em cũng chơi tưởng hết á. Tưởng đăng livestream mà cho đăng coi, chịu khó coi phim xíu đi. Livestream coi phim thôi. Có này, xem phim là tại AS. Thôi nãy giờ AS coi phim nhiều lắm rồi, hiểu không? Hay là không cần phải thiết phải coi phim nhiều nữa. Chết rồi còn cho anh cái gì. À quỷ còn livestream đúng không? Rồi anh hiểu. Em mập rồi nên ít coi phim lắm. Ok em mập rồi. Giáp ba đây nè. Ok anh tới. Nhà nhỏ anh. Quỷ ơi lấy giáp ba không? Lấy anh. Lấy đi tìm đi em. Anh lấy giáp ba đó rồi. người đội trưởng của chúng ta. Em đi nâng giáp được mà. Không ấy giải tám đội, giải tán đội luôn đi, đậu xanh. Người đội trưởng của chúng ta. Người thì chín giờ rưỡi nha mọi người ơi. Người thì chết không cứu. Nhưng mà đến ra nãy giờ đăng hiền nhất. Bóp tem. Bóp cao lừa bắn. Đăng không? Đăng không làm gì hết. Gì? 9:30 lừa bắn hả? Để coi được thì bắn, không được thôi nha. Cái gì hồi nãy kia ta trả lời ở đây ta vô chơi trong ấy rồi. Thì bắn đi, thiếu slot thì kéo vô. Cho em đi anh. Ta lấy đi em. Làm gì?
Lũ đâu anh nâng làm gì, cái đâu có. Rồi nè 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 em nè Tiểu Liên. Sao? Nè. Trời ơi, Tiểu Liên nè. Luôn kêu xin anh giáp kêu nè Tiểu Liên phải liền. Lái rồi. Thì đó em cầm phóng lựu mà. Em cầm phóng lựu đúng không? Không có phóng lựu, em nói không có phóng lựu nâng giáp làm gì. Thì em không có phóng lựu anh mới nâng giáp. Tưởng em có thì anh nâng. Em nói địch á anh, đâu có phóng lựu. Rồi. Hiểu. Giữ giải thích nữa, đậu xanh ổng đang cố lừa. Ổng đang cố lèo lái mà giải thích nữa. Buồn. À trên này có giáp. Mà công nhận AS lái liên quan ha. Ta người ta kêu nhường nâng giáp cái đi lại cho bằng Tiểu Liên. Thì nâng giáp cho cây Tiểu Liên đúng không? Cây Tiểu Liên à, phóng lựu đâu, tưởng đâu quỷ dữ có phóng lựu. Có phóng lựu cũng phải cho em nâng chứ anh. Đó, tưởng đâu em có phóng lựu thì anh đưa cho em cây Tiểu Liên là em hết bắn phóng lựu. Dạ. Ngon không? Quá ngon. À, em anh không tin em mất phóng lựu. Cuộc đời anh không tin đứa nào hết em ơi. Cứ bắn cuốt mà. Thế dương gọi là thế gian này bao nhiêu phong ba bão táp. Đùa lắm anh. Đúng rồi. Em, cái game trước, cái game trước em không cứu anh là đúng luôn. chết đi, anh chết. Chính gì bằng cuốt nha. M79 chỉ có trong thính thôi hả? Ok. Đúng rồi, nên đâu cần nâng giáp nữa đâu, giáp 3 là được rồi anh. Ok. Lâu cường mà nha. Nhưng mà giáp 4 nó ngon hơn giáp 3 em ạ. Đam nó chịu đâm giáp... trường ít lắm, nó chịu đâm. Giáp 4 nó đỡ mất máu nhiều. Vì sấy hoài, mình giao tranh nó sấy hoài nó không chết. Rồi có cái màu bệ giáp. Nè coi tí nữa có đứa chết trong thùng xăng nữa. Em không chạy là hùng xăng lên. Ê coi, bữa nay để ý nghe đội hùng xăng chạy thấy cưng bây giờ. Cho anh, nó test rồi hả? Ngồi đi. Chạy lù thấy cưng. Giáp trắng là tốt nhất, đúng rồi. Mình sẽ đi tìm cái đồ tăng giáp dịch lên giáp trắng luôn nha các bạn. Mình xem kia kìa, anh xem kia có. Ok. Của anh để đó nãy dừ đó em ạ. Dễ đâu. Chắc còn 90 like không AS like các bạn. Chính nhờ nhưng mà anh chơi AS live bên online nha. Còn không các bạn lên Rikaki xem nha. Anh Rikaki đây. Rikaki hả? Rikaki. Anh đó đúng là Rikaki cá tạ. Còn đâu anh? Em bảo rồi. Có giáp ba, có tài ba nè. Lô tiên. Đâu, tài ba để đó đó em. Đâu em? Lâm danh thoải mái anh. Đâu? Đây, cái khe này nè. Ok. Để đâu kia đó luôn. Em giàu lắm. Anh không có bom keo nha, tí nữa anh khỏi cứu nha. Đây, bom keo đây. À rồi, cho okay. Trời ơi, khỏi cứu nữa mới được kìa. khỏi mình cứu không có thì phải cho. Thì nói vậy mới có được bom keo nha. 8 giờ mình nộp. Khỏi cứu luôn anh. Ý nó là hồi mình đột lãnh cứu không được á. Thì đó. Mình like 6 giờ tới 8 giờ. Ờ, à, của anh á. Giáp của anh á. Của anh á, rồi nãy anh để đó đó. Em nhớ mà nãy em tính quân em quên á, em tính nâng cái tự nhiên em nhớ cái đồng đội như củ cải á, thề luôn. Giờ anh sang ngày này dùng đồ lấm lá chứ nha. Cái nắm của anh rớt nè. Ok của anh đó. Nè của anh đây. Bé quỷ lùm luôn kìa. Em quên chưa anh. Còn cái nắm đây. Rồi nãy đi qua. Cảm ơn khán bằng khán. Cái nắm này là anh chồng nha. Cái nắm này anh chồng luôn. Anh chồng cái hồng xăng gì nè anh, hồng xăng cũng của anh luôn đúng không? Cái thùng xăng này làm gì của anh? Hồng xăng này của rơi của rớt của ai biết? Nó của anh. Anh cái thùng xăng đỏ dưới kia của anh kìa, anh nó nằm cút. Ok anh tới. Đang tới em ơi. Sao không có ai trên trời? Bon phải quá anh. Bon. Hello Nguyễn Minh, đâu nhọc bon nhau. Ngược rồi kìa. Cái bao lô 1 nữa, thúi đầu luôn, thề luôn. Để đứa nào lấy cái ba lô 3 của anh vậy? Kệ cái thùng xăng, kéo bên thùng xăng có cái ba lô 3 anh. Vậy luôn, đâu? Làm gì có. Ủa hai đứa kia đi đâu mất tiêu rồi? Đi rồi, mất
Bao lô ba của mình rồi. Từ em đi luôn. À, sao từ lúc tăng chat cái bắn không gặp được thế nè. Cái gì? Sợ nó thấy hả đang sợ. À, của anh luôn nè. Ui giáp trắng nâng được không? Nâng được không ta? Ở đây gọi là nghe giáp này. Nâng đi anh. Nè tới đây nâng nè, giáp trắng nè, trời ơi. Nè, không phải của anh đâu. Ờ không phải của anh, cái này là chắc chắn không phải rồi. Ờ okay. Cái này của em. Ok của em đó. Cái gì anh cũng đòi lấy hết anh. Mày của em thì em thì thâm. Anh ấy, anh giả bộ đúng không? Anh dụ địch lại bắn em đậu không anh. Trời đi. Trên này 4 màn nè anh. Ôi sao xong rồi. Rồi đang đi lẻ luôn á, tem đang lẻ nha, đang tách lẻ nha. Anh sang mấy cái mạng này của anh phải không sang chạy đi. Không mấy mạng đó của em đó em. Trên đồi nè anh, đòi 4 thằng. Không, ở sau lưng nó đang bắn cái mấy mạng đó của em đó. Ôi. Chỗ chấm cho anh nè, 4 thằng của anh phải không? Thôi của em đó. Không biết đâu, okay, mấy cái mạng của em đó. Quỷ ơi, chạy mất tiêu rồi quỷ. Mấy cái mạng của em đó quỷ. Quỷ ơi. Cái này chắc chắn là của em rồi. Thôi quỷ ơi, quỷ ơi, cái mạng của em đó em ơi, tới lấy đi em. Em ơi. Em ơi, kèm quỷ ơi. Mấy cái mạng đó của em đó, em tới em lấy luôn đi. Quỷ ơi. Quỷ ơi, lấy đi, đừng ngại, quỷ. Thôi. Ở lại lấy đi em. Thôi em không cần đâu anh. Anh Trang ơi, cô ơi, này được không anh? Cái gì? Đâu? Ok. Mạng mấy cái mạng của anh nó bên đây nè. Không, nó kêu kìa Phú, lòi kìa Phú, nó lòi kìa Phú. Không, ok. Phú, à, ok, anh thấy quỷ ơi, lên đẩy nè quỷ ơi. Mày luôn. Rồi. Rồi, mày có hai cái mờ gì 150 máu kìa. Cái bó nè, cái bó nè. Rồi đứng giữa động bắn luôn kìa. Nó bị khủng gì vậy? Quỷ ơi, mấy mạng đó của em đó quỷ. Đúng rồi quỷ. Bắn nóc rồi anh. Ok, mấy mạng đó của em đó. Chạy kìa. Ba. Anh có máu không anh? Cái bên rồi kìa, nó lên tới, Phú lên tới. Hay quá Phú ơi, còn thằng kìa. Ôi ơi, Phú hát rồi. Ôi, mấy không, mấy cái bạn này của anh đó. Trời ơi, dâm ba, trời ơi, mấy cái bạn của anh mà. Ở trời kìa anh. Trời kìa. Trời nào. Ôi, trời ơi. Trời nào. Trời ơi, Phú hát tới quỷ hát rồi. Trời vừa ở hướng 60 rồi. Tin được. Ôi, 8 giờ luôn rồi. Lẹ lẹ quỷ ơi, xíu kìa. Ok. Mày giết tụi này nhanh hết. Cái gì? À, mấy cái mạng đó của em luôn á quỷ. Không, tụi này đi đâu rồi. Không phải của em đâu anh. Nó đi. À, chị Hằng của em đó em. Em lấy chị Hằng luôn đi. Thôi, chua lắm. Thanh chút nha. Chị Hằng của em đó. Từ từ là sẽ được nha. Xem thì từ sẽ được. Chị Phan đăng. Chị Hằng của em đó. Để xem coi nhân phẩm ai tốt. Ôi anh ơi, có thằng lụm phóng lựu anh ơi. Thấy mẹ rồi, nó lụm đạn phóng lựu nó cũng phải chục viên rồi. Ôi, ôi anh lấy đâu là. Nè, nè tạng ra nha. Mày nằm xuống rồi. Thôi đi. Chạy không quay. Chục. Ôi nó nổ. Vào đây được, vào đây được. Vô. Chết cái cục xì lầu á. Xuyên cái đầu mi tao nhảy lên nè. Đó. Ôi bắn Guya luôn mà phê. Mấy này lì ta, đâu hết rồi ta. Trốn hết trơn rồi. Quỷ ơi. Quỷ. Đây anh, em đây. Cái nào trong, của em nữa. Trong bo của anh. Em ra bo đi em. À, ok. Trong bo của anh mà. Khu vực trong bo anh. Không, khu vực à, anh không thích ở chung. Ở chung đường mà. Đồ bên kia anh ơi, đồ bên kia anh. Em ok. Đồ bên kia có cực cụ cả gì em? Có bán lộn cả anh của anh bên á. Bạn của anh bên á. Đâu máu. Ok, của anh. Đồ của anh bên á. Qua. Qua lấy gì? Hàng của anh đó. Xe ra. Nè, em biết một hai ba anh em mình chạy lên chơi đó. Hồi ai bắn rồi? Quỷ bắn rồi. Em bắn rồi. Em bắn đó. Đâu rồi? Yếu quá rồi. Yếu anh, yếu một anh. Ok. Đâu, nó đâu? Cô ok. Băng trên đầu anh luôn á, bên phải. Đừng băng bên phải. Ok, thấy. Em lên tới này. Em lên của tới anh, anh. Mạng của anh. Ôi bên trái kìa anh, hai thằng. Mấy mạng của anh mà, mấy mạng của anh ơi. Trời ơi, mấy cái mạng của anh mà, trời ơi, đảm bảo rồi không nghe. Trời giàu quá anh. Đúng rồi. Mấy mạng này của anh đúng không? Ừ, mấy mạng này của anh mà em. À. Hẹn gì?
mới thì từ từ sẽ được nha. Các bạn gửi vô thì các bạn sẽ được chữ fan đăng. Fan đăng, fan hãy đăng. Lần sau mấy cái mạng của anh đừng có rớ vào nha. Full HD không che. Chết rồi, lẹ bia ơi, xíu ơi. Bo bên kia. Lẹ qua bo giết hết em. Công nó đại đi anh. Ô like, like dữ. Hello, chào tất cả mọi người nha. Ôi, cái cụ cải gì vậy? Ờ, nó đây, nó đây, nó đây. Ờ, nó trên đầu mình kìa. Trên đầu anh Phú ơi. Phú, chơi nó Phú. Quấn hai bình chạy quỷ ơi, quấn hai bình. Kìa kìa trước đầu em kìa. Kẹp anh, sao thính hồi nãy chỗ cắp treo một em anh. Dưới ba hàng đó. Từ chỉ biết anh là em anh à. Cảm ơn Thanh Trúc nha. Trời công nhận là bây giờ anh lấy cái nào, bây giờ anh ăn cái nào. Bên đây nè, bên phải nè, chơi anh nè. Nó chơi anh kìa. Knock anh. Còn sao rồi nè. Còn sao, trời. Em knock một rồi. Trời ơi, nó chạy cái gì vậy vậy. Ui, nó lát nó cú bồ quá. Bồ nó gục ngay đó đó anh, nó cú bồ. Ủa nó cái gì vậy? Trời ơi, mạng của anh. Bé cái gì vậy? Có thấy mọi người có thấy cái gì không? Có thấy cái gì không? Ờ. Có thấy gì không mọi người? Cái này nó bay một đùi bên kia nó bơm keo quá. Có thấy gì nhanh không? Tốc độ vãi chưởng luôn á. Ui nó lắc như một vị thần. Kinh quá. Nó lắc chứ không phải mình lắc đâu. Em lúc đó em pin, em nhìn pin có cái gì mà tốc độ ghê vậy? Lắc qua lắc lại ghê vậy? Chỗ thính quỷ ơi. Ok. Ôi. Đó, trời nữa nè anh. Mạng của Ad. Ôi, cái gì đặt một quả ra hai quả. Bao mày lên đây. Có ai không? Ai chơi núp kéo bằng băng không? Có hai thằng bắn gác vậy? Có ai chơi núp kéo bằng băng không? Hết bằng băng rồi, cứu em ơi. Cứu em được đâu? Được anh, nó xa lắm. Sao bà liên. Ờ đó tới kìa. Nó chạy bên trái nữa kìa. Nóc. Ôi cái gì vậy? Keo đi. Bắn đi đứng bắn đi quý bắn đi quý bắn đi quý. Từ anh bơm bình máu ra bắn nó cho. Nó ngay cây mà hết máu rồi. Đưa bơm băng cho tao mày. Dục Thính. Hay gì á cứ. Sợ chưa? Lại. Sợ chưa? Anh hợp lý hợp lý đằng đây đồ anh. Yếu rồi, yếu lắm rồi. Đó, anh thấy giờ anh mới thấy. Hay. Anh không có để ý. Từ từ, đừng cắp lên, đừng. Ủa, nó có phóng lựu, đừng, xuống lùi, tất cả lùi về, lùi về, lùi về, quan, đợi xíu, ôi, quan đúng không, đó rồi, ok, từ từ, phóng lựu, mười năm like kìa bạn nhìn cái nâu cái nâu chặn này like nhiều trời ơi hẹn mọi người 9:30 nha mọi người 9:30 nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.